Bây giờ mình đã quay trở lại như chỗ này rồi, tiếp tục hành trình của mình thôi. Đây, nhưng mà vẫn đi, phải đi càng sâu vô trong đây, hơi căng đó. Không ta, hình như đi hướng ngược lại thì mình cũng không rõ nữa. Wicked Vale. À đúng rồi đúng rồi, đi vô đây, đi vô hướng ngược lại, nhầm, nhiều lúc mình nhầm. Wicked Vale. Got to make them count. It's working, Nadia. It's everything looks normal. Is in the wrong word, but nothing like the last time. Good. I've made my own antidote and enough for Grandpa. If we find him, I'm on my way to meet you now. À, có nghĩa là mình vừa mới chế cái thuốc mà mình lần trước mình vô đây mình không bị ảo tưởng nữa. Scarecrow, of course. Má, bù nhìn. Mà mình cứ ảo tưởng, mình cứ tưởng là má quá thú hay gì đó kiểu. Nó hù mình hết lần này sang lần nọ. Nhưng mà lần này thì không. Bố mình hết sợ rồi. Nhưng mà vấn đề là con phù hủy đó. Vấn đề là con phù hủy nó như thế nào vậy? Gì đây? This is Trinity. Nói chúng ta đã đi qua chỗ này lần trước rồi. Nhưng mà ngay đây có một căn nhà đi ngang qua. Có thể là chỉ ếm bùa mình thôi. Để mình tưởng tượng ra căn nhà chứ thực sự không có căn nhà mà biết đi như thế. Nãy một cô hoảng chết mẹ. Just wolves. Mấy con nãy mình giết á, thôi chứ cũng chỉ là chó sói. Ảo vãi luôn. Má mày chơi xấu bố mày bố mày rồi. Đó thì có khi con phụ hủy này chỉ là kiểu nó làm mình ảo tưởng thôi chứ thật sự cũng chả cái gì ghê gớm. True vision, đúng nghĩa giờ true vision luôn á. First ruin. Activate the north gì đây. The founders built lives in the valley to move people's supply between. But they've all fallen apart now. But they have fallen apart now. That's got to be what it is. See if you can make your way up to the top. I'll be right there. I'm in the make your way now. Up to the top. Đây là mình kéo này hứa. Vô. Còn một cái ở đây nữa. Ủa là sao ta? Cái này mình cũng không rõ ngay chỗ này có cái kéo gì không ta? À đây, đây có đồ kéo này. Kéo thử thôi, xem nó như thế nào rồi. Ơ nó cân bằng rồi nè. Ui hay 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 hay. À mình hiểu rồi hiểu rồi. Có thể mình có thể lên được chỗ kia. Ý Ý nó tụt rồi, nó tụt rồi, nó tụt rồi. Sao không có gì giữ lại ta? Phải có gì đó giữ lại chứ, mình vừa mới chạy chạy không kịp luôn á. Cao á. Ờ à, có một cái bên nè, để mình bắn vô thử xem được không. Đúng rồi, chính xác. Giờ mình hiểu rồi, có nghĩa là vấn đề là phải làm sao cho nó dính vô chỗ này cái đã. Rồi kéo thật nhanh. Ê, không phải, phải. Đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Đó, vấn đề là thời gian thôi. Chúng ta phải canh làm sao cho đúng chính xác. Đó, giữ, giữ cho chắc. Đúng không? Chuẩn luôn. Ê, ủa sao này không có bắn vô ta? Lại thêm lần nữa coi. Là mình bắn lẹo quá chứ nó không dính. Dữ em, đúng rồi, chính xác là vậy. Đúng rồi, yeah, chính xác rồi. Vậy là vấn đề làm sao để nhảy lên. Ây da. Thôi mình nhảy bám gì thôi mà cũng không dính nữa ta. Đi nhảy lại coi. Cũng hơi là ngang cho nó gần.
Sao khó nhảy quá trời. Khó thật luôn ấy. Có khi nào mình làm thấp quá không ta? Cao quá không ta? Cao quá. Để mình chỉnh lại ra. Nói chứ do này cao quá nhảy không tới rồi. Nghĩ chắc được cân bằng rồi chứ ta. Bỏ tài. Lại hồn. Nhưng nó khó thiệt luôn đấy. Bây giờ lại đi chỉnh một cái nữa. Tốn cung vậy, thiệt chứ. Ê, má thiệt luôn hả? Đó, cho lên cao một tí, dễ nhảy. Đó, chắc gì dễ hơn đó. Nghĩa là gì? Ok, để mình nhảy lên. Đó, có vẻ dễ hơn đó. Chính xác là vậy. Đúng luôn, chuẩn luôn. Hay quá. Rồi còn cái này nữa. Connect to something. Thử bên này coi. Không biết cái này lên thì nó sao ha. Nhưng cái này mình phải giữ như cái nào ta? Hay vấn đề là chỉ là thời gian thôi. Đưa 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 đưa, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ôi. Má, chậm một giây. Nó chậm một giây rồi nó sẽ đi đây luôn. Quả thật. Có lẽ mình đúng tại cái chỗ này mình không có chỗ đi giữ. Phải làm nhanh hay sao? Mình cũng không rõ nữa. Mà có cái gì để giữ được cái chỗ này ta? Chỗ nào vậy? Thì mình thấy là không có chỗ nào giữ được cái chỗ này đó. Mình cũng đang bó tay. Không biết làm sao, một là chỉ có thể làm nhanh hết cỡ kiểu vậy. Ok. Má vượt lên chính mình. Má. Đúng rồi, chính xác là vậy. Oh, hay quá. I'm at the top. Yes. Ờ, đúng luôn. Chính xác là vậy. Ôi giời. Look at that. The witch has kept the lift running all this time. Looks like she even made a few improvements, but I don't think those ropes will survive many more trips. It only needs to make one. Two. I'd like to come back down eventually. Đội này mình cũng không ngờ là thế. Nói cái nhà tàn tạ đó muốn đội mà qua làm bao ảo cách ảo cách khó tin luôn á chứ. Bây giờ sao? Gì vậy? Bây giờ làm cái gì ta? Bây giờ sao mình cũng chưa gọi cái gì đây? Mission challenge. Ride the gondola across the valley. Ride. Con thuyền nó lái sao ta? Có chỗ lái nữa hả? Mà vấn đề là lái như thế nào ta? Ngồi nha. What the fuck? Đường tìm đường coi. Biết có bắn gì không ta? Hoặc là phải tìm chỗ nhảy lên cái kiểu. Không phải, không phải.
Tôi bắt đầu làm sao để nhảy điều khiển ta. Đúng rồi, giờ nó đi nè, activate the Asian Sleeve. Còn cái gì vậy trời? Má cây đèn bị lỗi rồi. Má sai quá là sai. Má cái đèn tục vậy? Má con mình còn nhiêu đạn không? Má xuống càng còn đúng 30 viên. Nó tiết kiệm đạn thôi chứ sao vậy? Bó tay, giờ hết đạn rồi. Nhưng mà nãy mình cũng tính khóa phải chứ. Đi cái vẻ khá chậm nhưng mà nhìn có vẻ khá ghê chứ. I didn't say that not exactly when I was a girl. Nhìn cái tục tục thế đéo nào á. Má, con phù thủy nó làm gì cái nhà cũng tục á. Kiểu như thật chất chỉ là một cái như là sự giả tạo thôi. Còn chính xác nó cũng chỉ là những cái thứ bình thường nhất mà nó kiểu như nó làm màu lên, làm ảo lên. Nhìn mình cứ tưởng là mình ghê lắm. Nói cái gì mình phải phòng thân mới được. Nói đạn còn dư duyên không biết sao sống sót nữa. Bơi nè. Ok, chúng ta đã tới được cái camp. Nadia, come quick. No. Nadia. How? It's the pollen. Here, let me. Grandpa, can you hear me? I tried. I couldn't save her. I tried. Shh, it's okay now. I'll stay with him, Laura. It's time. You only have one more dose remaining. Make it count. Those remaining defeating the witch. Chưa gì quốc con đó luôn hả? Áo đi. Nói chúng ta cần đạn. Và cần rất là nhiều đạn. Đúng rồi, chính xác coi như vậy. Má cầu hàng chết rồi nè. Má chưa bắn đấm gì cho đã chết rồi sao? Hên quá, nó cho mình đạn đúng lúc ghê chứ. Avid Learner. Để coi lại rồi. Để xem quanh đây chỗ đây còn gì để lút không? Lút hết để chuẩn bị cho trận chiến rồi. Này thì phù thủy. Bố mày lên nòng mà bố không sợ ai cả. Cái đéo gì nguyên cái nguyên hộp cung bự gì mà sẽ được có một cái cung vậy? Má phèo thế. Ui làm phát tột xuống đây luôn rồi. Rồi bắt đầu ảo nữa rồi đó. Ảo nữa rồi đó. I need the last antidote. Má bắt đầu ảo rồi đó. Mày đừng có hồng chơi tao mày. Chết mẹ rồi. Nãy mình chơi thuốc rồi. Thuốc chỉ có hiệu nghiệm có như đó thôi. Nó sao giờ nhiều phù thủy vậy? Ôi đừng bắn gì một phát không chết hả trời? Headshot rồi mà. Ôi gì bày. Rồi để lấy cung đi tiết kiệm đạn. Để lấy... Ý trời má, đang chạy vào đó xuống dưới nước luôn nó tục chứ. Ôi sao kẹt luôn rồi.
Lên bờ giùm con cái đi bà nội. Ôi ôi, bậy quá. Rút súng lại lại. Và chúng ta lại rút súng lại lại. Cái con này mình nghĩ là chỉ là cái như là phân thân thôi chứ không phải là tụi nó đâu. Cho nên tiết kiệm đạn là tốt. Tốt hơn hết là thế. Nhưng sao đây có đạn khá là nhiều, mình nghĩ là vậy. Ôi cái gì vậy? Con gì vậy? Cheetah, nó nói cái tiếng gì vậy trời? Nói tiếng gì giùm cái đi, khó hiểu quá. Lại đây cưng, má mày nghĩ mày đi đâu mày? Mày có cái gì đó cho nó bám, đúng rồi, đây. Không được rồi, được không ta? Rato, má ra Kato luôn. Kéo nó lại, đúng rồi. Kéo nó lại. Ê, damn it, need to keep her away from the road. À, có cái này ngay đây. Không, bây giờ khi nào nó tới mình sẽ bật cái này lên. Đúng rồi, chính xác là vậy. Has to be somewhere else. Ê, nữa hả? Chưa xin nhai sao? Làm thêm phát nữa rồi. Ôi, có cái gì đó. À, đằng kia có cái nữa kìa. Đúng rồi, nhiều mà, chúng ta lo gì. Ôi, đây đây, có cái này. Kéo lại đây. Chạy đi cưng. Nói chuyện không sợ mày đâu. Cái nút đó là phải bấm cái nút này không ta? Đúng, mình nếu mình không nhầm là để mình đỡ phải bấm lộn. Ngay đây nè, kéo nó lại đằng đây. Nhưng mà vấn đề đó là bấm nút là bấm nút nào á? Như lúc này đây, đúng rồi đó. Phải đợi chính xác trong thời điểm mới tới. Ui, sao đứt mẹ sợi dây rồi. Tột dây. Kera, vãi cái Kera. Chúng rồi, chính xác chưa? Chúng rồi chưa? Chúng rồi. Không biết còn chết mẹ ơi. Chúng rồi mà giờ nó sao vậy ta? Ê, nó vẫn còn đó. Thêm phát nữa rồi. Nó phải kéo cái bằng được. Bố mày phải kéo mày bằng được. Ôi xin đứt mẹ sao dây rồi. The fuck. Thanh niên ngáo vậy. Má cũng hơi là cung tên còn nhiều á. Lại đây với bố, lại đây với bố. Ê bậy à, bậy à. Có vẻ như là nó có bắn cái sợi dây á. Và bố không thích điều này. Give me Filipino or she will cut herself through. Đúng chính xác là như thế. Rato. Chết mẹ ơi. Ê cái gì trời. Ôi chết rồi. Rato rồi. Chịu nó đây đại đi. Nghĩa là vậy. Hết đường lên rồi. Vô đây không được luôn hả trời. Má còn đường nào cho em đi. Đây 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 còn một đường ở đây duy nhất. Có thể đi được. Má con mụ này. Chán thở rồi. Má muốn chết rồi. Chán thở với bố. Bố cho mình nín thở luôn. Má, một khi bố lên nòng mà bố không ngán đứa nào cả. Lên. Ô còn đường nào nữa đâu mà đi. Chứ phải có một cái đường gì đó. Ý gì lên đường nè. Chita. Nó nói tiếng của mẹ gì vậy trời. À đằng đây, đằng đây có một cái. Oh,
vấn đề là làm sao để hạ được cái con nhỏ nó bay lượn lượn trên đầu mình cứ như là what the fuck. Tránh xa bố ra. Trời ơi má, từ khi nào mà phù thủy có khả năng bắn xuống như vậy rồi. Nó cầm kiếm chém nữa chứ. Má nó bắn cung rồi. Bắn cung ngu nè. Ngu nè. Reload, reload. Không sao, đạn cũng nhiều. Keep going. Để coi. Chế đồ xong chọi rồi. Má trời ơi, chết nổi. Má mỗi lần nó rớt, nó chết cánh rớt đồ tục thế đó ta được. Giờ nó tiếng gì vậy trời. Mình phun đạn mẹ rồi. Mình phải chạy ra khỏi chỗ này rồi. Cái gì đây? Cái gì mà đang thù lùi vậy? Không, không có đường đi rồi. Chúng ta bị chặn rồi. Chúng ta bị chơi rồi. Kha. Giờ làm sao đây ta? Tika, nó nói tiếng con mẹ gì hiểu chết luôn đó. Điều nào ta? Phải có cái đường nào đó đi được chứ ta. Chỗ kia không lên được nào. Chỗ này thì không biết sao thôi. Mình nghĩ chắc là cũng không lên được, cũng không có ra chỗ nào. Bắt buộc mình phải chạy ra nghe tiếng kiếm cái đường ra chỗ đó. Đây là cái đường duy nhất mà mình có thể lên rồi. Lạ nha. Khó hiểu nha. Không biết mình có đi đúng đường không nữa, nhưng mà có vẻ nó hơi khó hiểu tí thôi. À đây đây đây, đúng rồi nè. Nó phù hủy bắn gì kia vậy? Rồi chúng ta đã lên được tới đây nè. Ây, còn cái cuối cùng à. Lại đi cưng. Ý, má bắn hụt mới ghê chứ. Vô. Ý. Làm sao cho nó lại đây thật là gần mới được. Ây. Thật là gần luôn á, rồi phải kêu làm sao đó. Mình mới bấm nút này được. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Sao chơi, chơi thuốc đúng thuốc vậy trời. Phải có cái gì đó cho nó tới. Nó cái gì cho ai chơi trời. Lại đi cứ mấy chạy đâu. We just got to stop her from. Đúng rồi, chính xác là vậy đó. Chính xác luôn. Không biết còn nào đúng không ta? Chắc chắn phải còn. Má sao cái gì cũng full thế vậy? Tika. Nó ngồi chuyển hệ tiếng miên luôn á. À đây đây đây, có hướng lên đây. Má vì nãy mình không nhìn được, không xong mình cũng chạy biết đường đi luôn á. Lùm đạn cho chắc. Có lòng dữ nữa chứ. Giờ làm sao đây ta? Nghe đằng này có đường đi lên à. Làm sao đi qua được cái chỗ bên kia vậy? Hơi khó hiểu rồi đó. Chỗ này thì không có chỗ nhảy. Làm sao đi qua được cái chỗ bên kia? Chúng ta phải đu dây qua, theo mình biết là vậy, theo mình nghĩ là vậy thôi. Chỗ này thật sự nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Không có chỗ đi đi cho lắm. Chỗ này xuống được không ta? Để mình coi chắc rồi đó. Mình cũng không dám nhảy xuống liền, nhảy cái bụp xuống không biết chuyện gì xảy ra nữa. Không, không, cái chỗ này phòng hồi nãy mà mình vô á.
cái phòng hồi nãy mà mình đu nha. Chia má rớt bộ đồ lòng má nhìn tục đó, mỗi lần rớt bộ đồ lòng rớt nguyên cái ê đây phải không ta? Đúng rồi đúng rồi, chính xác là vậy. Là luôn là luôn. Nhưng không biết là trên đây sẽ dẫn tới đâu, mình chỉ đi theo bản năng thôi. Rato! Oh shit! Má nó đợi mình sẵn luôn tục chứ. Má mày nghĩ sao vậy con? Kara, cái này cái gì đây? Má Kara Kato gì mệt quá. Ôi đất đá bay tùm lum, này thì bay lượng lượng nhé con. You can do this, you have to stay focused. Thì đó, hiểu rồi. Cái tảng đá này sẽ đưa mình qua cái tội tảng đá bên kia. Hay thế không biết. Còn nội chính Satora nha, bấm gỡ đầu á. Ôi trời ơi, bậy, nó đánh một cái mình muốn rớt xuống dưới luôn. Bậy thanh niên bao kêu ra vậy trời. Đấy, cái gì vậy trời. Ôi, má hên quá. Mấy mình chết rồi đấy. Đây đây, cái cuối cùng. Không phải là cuối cùng nhưng mà cái có cái để mình chơi nó. Lại đây em, lại đây. Nó bấm vào đâu ta? Cái nút bấm nằm đâu trời. Mình kéo nó lại mà không biết cái nút bấm nó nằm đâu. Thế mà lựa chứ. Cái nút bấm nó nằm đâu trời. Má cái nút bấm nằm ở đây hả? Tục gì? Má tục dở luôn á. Thôi rồi mình kéo cái chỗ này ra thử coi. Coi có gì không? Cứ kéo thì chắc ăn thôi chứ mình cũng không biết là cái gì. Cô cha. Phải cái cô cha nó chứ tục vậy. Bắn tao ngoài mày. Nó cắt mẹ rồi. Nó thanh niên. Thì đảm bảo nó có chạy xuống đây không mà mình cứ chạy xuống dưới cho chắc ăn để nó lỡ rồi nó tới thì mình còn có cái để bấm. Nó tới rồi. Không có giật lại rồi. Nó thanh niên. Có cách nào để giữ nó yên không ta? Giữ thật lâu. Vãi thật. Má thanh niên có trò làm bài á, đúng là trò mèo luôn á. Làm sao để ta? Làm sao để giữ nó lại ta? Lên cho ta, đó, lên cao nữa, đẩy nó lại đây. Chính xác là vậy. Giờ nó hết né luôn. Chị con, nó bày đặt nó tiếng miên, tiếng mông, nhưng mệt quá. Và chuẩn bị chuyển sang chế độ lát ghen. Vãi thật. Lại đây cha nội. Má, mình cũng không hiểu tại sao nó cứ đây, nó cắt từ sợi dây hoài luôn á. Hay là mình phải đợi nó lại đây ta. Phải nó đi theo đúng luôn dòng hồi chuyển hay sao á. Thôi đây ta. Thật sự là nó không tới đây luôn mới ghê chứ. Vô
Tuy nhá. Đừng tắt thử cái công tắc này coi, xem có chuyện xảy ra. Hết tắt được luôn rồi. Vãi thật. Thấy nó lại gần lắm rồi nè. Ơi khó hiểu nhỉ. Nhiều lúc cái nó lại phóng lại rất là gần luôn á chứ. Chúng ta chỉ cần đợi cho nó đi một vòng lại gần đây luôn thì nó sẽ hay biết mấy. Nó đi theo cái vòng luôn rồi đó. Đúng rồi, đi đi em, đi đi em. Lên cho tôi bắn một cái nữa. Đừng kéo nó lại. À, mỗi lần mà nó đi gần tới lúc mình lại chạy xuống dưới. Chạy lên không kịp. Còn những lần mình chạy lên á, nó lại đi né mình rất là xa. Rồi đây, đây, kia đi, kia đi. Giờ kêu nó lại giống như kêu mèo vậy. À chúng ta phải bắn nó làm sao cho nó hỏi kéo nó lại. Bắn nó, đúng rồi, chính xác là vậy, đúng rồi. Còn gì nữa không? Má hết rồi đó. Ủa nó lấy một cái lò la, can you hear me? Busy, got a mayor, what the fuck? So it's her Lara, the witch is my grandmother, she's alive, what the fuck? Cái gì? Con nhỏ phù thủy là bà ngoại mày á, what the hell? Yes you can, maybe get through to her. Không được giết bả hả? Má, bà ngoại mày dân chơi vậy con? Không giết bả là làm cái đéo gì con? Má, ba lầy tới mức này rồi còn gì nữa? Má lầy lắm luôn rồi đó. Má hết đường cứu chữa. Má trên kia còn một cái nữa hả? Làm sao đi lên đây nè? Vấn đề là làm sao đi lên được mới là vấn đề. Đi chết mẹ rồi. À giờ mình hiểu rồi. Đáng lẽ này mình bấm cái nút này á là nó sẽ đưa mình lên. Nhưng mà chắc phải còn một cách nào khác. Bấm một cái nó được đổi hướng đi lên. Phải có một cách nào đó. Biết cái hàng này đi không ta? Ồ, cái hàng này là cái hàng hồi nãy mình vô á. Nó chỉ đưa mình đi thấp hơn thôi. Phải kiếm một cái đường nào đó chắc chắn hơn. Chính xác là như vậy. À đây đây. Thấy có tụi này ở đây là mình nghĩ chắc có đường đi á. Vẫn còn thằng này nó ghê chứ. Ừ quá trời luôn à. À cái đường lên hồi nãy đúng rồi, chính xác là vậy. Logic nhờ. Giờ mình thấy nó logic được bữa. Ây ây má thanh niên. Cái quái gì vậy? Tôi có hết đạn. Hết đạn sao má không nói sớm. Má cái sạch đến đâu. Má này quánh tới tấp luôn. Quánh không kịp né luôn chứ mới ghê chứ. Ôi còn nạp đạn nữa chứ trời. Got to reload. Mẹ càng thế không biết. Vậy mau mày cái cuối cùng nha. Chúng tôi có cái đường nào đó lên đây, lên kiếm cách đi được. Đúng rồi, chỗ này cao đủ sức để nhảy. Nhưng mà nó vừa mới qua cho mình rồi. Rồi nhảy vô chót. Chính xác rồi. Ôi chính xác tao ra. Nó nhảy không ta?
nhìn có vẻ không an toàn lắm. Không an toàn thì vừa xong nó tới. Ê, tránh xa bố rồi đó. Ôi, lại hồn. Hết chỗ chạy. Ồ, mà mình né như ninja vậy. Má này đạn. Ôi. I know who you are. I can only imagine what you've gone through to stay alive. You have no idea. It's over now. You don't have to live like this anymore. Serafima. Little T. But you died. They told me you died. Will she be all right? I don't know. But it won't be easy for any of you. Family never is. Oh, I know. I know. Thank you, Lara, for everything. Oh, thì ra là cái bà phù thủy là bà ngoại của con nhỏ đó. Ảo vãi thật luôn. Má, unbelievable. Mấy người mình giết bả luôn chứ mà sao bà... Mà con sát chết này là sao đây? Mình cũng không rõ nữa. Ui, hết rồi, vì ba dây ra tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn xem qua, mình sẽ cố gắng quay trở lại nói đùa chứ mình cũng chưa nói sao hết. Thì hiện tại là bây giờ nó unlock cho mình khá là nhiều đồ để mình coi là xem có gì mới không. Vô cam cái đây. Truth behind the myth. Hay Unmask ba dây ra. Đó, con này quánh mệt chết mẹ. Quánh cho bò, bãi, bà già mà con nhận đường kỳ dài càng cây, quánh hoài éo chết. Nó chạy tới vô đôi chạy thục mạng luôn. Ok, để coi có gì mới. Inventory chứ. Thêm ta. Weapons. Nghe nói có cái cung mới. Đây, Dream Stinger, cái cung mới. Áo, áo đẹp chứ. Cây này sau cái kia mình cũng không rõ cái nào mạnh hơn. Ray of Fire. Nâng cấp luôn nè. Thiếu đồ. Còn bộ đồ mới nữa. Ủa là phải Asian Vanguard như mình đang mặc một phải không ta? Remnant Jacket Battle Warren. À đây Raskin. Raskin mới đây. Đu cứu tay Evon. Which is what 12? Unlock được cũng muốn ghê chứ. Equipped Stream Stringer and Red Skin. Ê, cứu tay vải. Nhìn đẹp đấy chứ. Nhìn đẹp vải luôn á. Hello và chào mừng. Và mình xin kết thúc cái DLC này tại đây. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại với nhiều DLC mới hơn nếu mà nó có ra mắt nữa. Thì ba dây ra cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Chơi cũng khá là nhiều rồi. Và hiện tại là trong khoảng 1 ngày 2 ngày nữa mình sẽ quay San Francisco The Division Beta. Và nếu các bạn nào thích hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng quay sớm nhất có thể. Mình đảm bảo là mình có thể quay sớm nhất so với những người khác. Thì nếu các bạn nào muốn coi
hãy subscribe và like channel của mình để mình có động lực để làm video clip thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem qua. Wow, đẹp quá, đẹp quá.